Kính chào quý khán giả, mời quý khán giả theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 9 2023 sẽ có những nội dung đáng chú ý. Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn mỗi cán bộ chủ chốt của thành phố hãy trăn trở suy nghĩ về mục tiêu chung, nỗ lực công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, có quyết tâm cao để thúc đẩy thành phố phát triển. Khánh thành nhà máy thức ăn thủy sản The Hust Cần Thơ tại khu công nghiệp Trà Nóc. Đây là nhà máy thứ 6 của tập đoàn Hoàng Gia The Hust tại Việt Nam. Hiệp hội du lịch thành phố Cần Thơ ra mắt hội ẩm thực Cần Thơ với mong muốn chuyển tải văn hóa ẩm thực miền Tây đến tất cả mọi người. Báo cáo sơ kết 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác quý tư năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ sáng nay cho thấy, kinh tế thành phố tiếp tục đà tăng trưởng, sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi, khách tham quan du lịch lưu trú và doanh thu ngành du lịch tăng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như sự phục hồi ở một số ngành lĩnh vực chưa đồng đều, giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm so với mục tiêu kết quả thu ngân sách nhà nước còn thấp. Để tăng tốc phát triển kinh tế xã hội, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu mong muốn mỗi cán bộ chủ chốt của thành phố hãy trăn trở suy nghĩ về mục tiêu chung, nỗ lực công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, có quyết tâm cao để thúc đẩy thành phố phát triển. Báo cáo cũng cho biết trong 9 tháng năm 2023, thành phố thực hiện bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử luân chuyển điều động đối với 70 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Đến nay đã có 58 trên 67 đơn vị thực hiện xong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Đảng bộ thành phố đã kết nạp 1.444 đảng viên, đạt tỷ lệ hơn 90% kế hoạch năm 2023. Thành phố tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Rà soát đánh giá quyết định chủ trương đối với một số mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy và chức danh kiêm nhiệm theo đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước. Các dự án trọng điểm thuộc nguồn vốn đầu tư công vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, điều chỉnh vốn, làm chậm quá trình triển khai thực hiện. Công tác lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa hoàn thiện đúng tiến độ đề ra. Chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu lưu ý các ngành địa phương tiếp tục quan tâm giải quyết những khó khăn vướng mắc đối với các nhà đầu tư. Quy định pháp luật người ta không bắt buộc là chúng ta phải đấu thầu do là dự án giao thông hoặc là do đất của nhà chủ đầu tư, người ta có quỹ đất, người ta đăng ký và người ta thực hiện dự án thì nó không vướng gì hết, thì bắt đầu mình tại sao mình cứ đi giữ chân người ta lại, thì bây giờ mình phải khơi thông cái này. Còn cái ông nào vướng pháp lý thủ tục liên quan các quy định pháp luật thì ta chậm lại, giao ủy ban tiếp tục rà soát xác bổ sung hoàn thiện, và có cái nào khó quá thì báo cáo trung ương để chúng ta xin ý kiến để chúng ta khơi thông, cũng như là tập trung giải quyết một số kiến nghị của các doanh nghiệp cũng còn chậm giải quyết để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này mở rộng cái quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh trên bàn để tăng cái nguồn thu ngân sách, tạo công ăn việc làm. Thì đây là những cái cuộc mà chúng ta đã gặp gỡ tiếp xúc doanh nghiệp gặp, rồi lãnh đạo mình cũng đã có hứa, rồi mình giao nhiệm vụ thì tới đây là phải tháo gỡ. Để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, bên cạnh việc đầu tư hệ thống hạ tầng hiện đại, đưa công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, thay đổi tư duy và cách tổ chức sản xuất cho nông dân để tối đa hóa lợi nhuận, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng lưu ý các địa phương cần quan tâm nhân rộng nhiều mô hình làm ăn hiệu quả. Mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, vật nuôi cây trồng trong cái để nâng cao cái chất lượng thu nhập, việc làm và cái lao động nhàn rỗi trên vàng của chúng ta đó, thì nhiều nơi chúng ta cũng còn cái này cũng còn rất ít, phải quan tâm cái này nhiều hơn và thực chất hơn đối với các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023 là rất lớn. Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục bám sát chủ đề của nghị quyết năm 2023. Thành ủy các cấp ủy đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Hết sức tập trung chú trọng cái khâu chỉ đạo, kiểm tra giám sát, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, đi vào chi tiết công việc cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho từng công việc, tạo sự chuyển biến thật sự, thể hiện rõ cái tính kỷ luật kỷ cương hành chính trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Cái này nó đánh giá cái năng lực chỉ đạo điều hành và sản phẩm kết quả hiệu quả công việc trong cái quý tư cũng như là cho cả năm. Bí thư Thành ủy cũng mong muốn mỗi cán bộ chủ chốt của thành phố hãy trăn trở suy nghĩ vì mục tiêu chung, nỗ lực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có quyết tâm cao để thúc đẩy thành phố phát triển.
Ngày 26 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Tham mưu Quân khu 9 do Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ năm 2023. Báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố đến thời điểm hiện tại, các văn kiện diễn tập thuyết minh vận hành cơ chế, huấn luyện thực binh phòng thủ dân sự, thực binh A2, thực binh A và phối hợp với các lực lượng của Bộ Tham mưu Quân khu và Trung đoàn Không quân 917 xây dựng phương án thực binh, bảo đảm theo kế hoạch. Mặc dù chịu ảnh hưởng về thời tiết, khối lượng công việc rất lớn, song các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố luôn nỗ lực quyết tâm khắc phục khó khăn, tổ chức lực lượng đào đắp 4.500 mét giao thông hào, hàng trăm công trình hạng mục đúng yêu cầu kỹ thuật. Đối với quận Cái Răng đã chuẩn bị cơ bản văn kiện và đang được tổ nội dung thành phố góp ý, chỉnh sửa, bổ sung để hoàn chỉnh phục vụ công tác diễn tập trong thời gian tới. Sáng nay, công ty The Hus khánh thành nhà máy thức ăn thủy sản The Hus Cần Thơ tại khu công nghiệp Trà Nóc. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Daniel Stock, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự. Đây là nhà máy thứ 6 trong mảng thức ăn thủy sản ở Việt Nam của The Hus. Nhà máy thức ăn thủy sản Cần Thơ có tổng công suất 240.000 tấn một năm, chuyên sản xuất thức ăn dành cho cá tra, ba sa, sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại của châu Âu và Mỹ theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 22000, BAB và Global Gap. Nhà máy The Hus Cần Thơ khánh thành nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan. Theo Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà máy sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tổng giám đốc tập đoàn Quang gia The Hus cam kết sẽ tiếp tục phát triển vị thế chiến lược tại Việt Nam. The Hus đã áp dụng thành công hình thức vận chuyển thức ăn thủy sản dạng viên nổi tới khách hàng bằng đường thủy, giúp tiết kiệm chi phí, giảm thiểu phát thải khí nhà kính nhờ tối ưu hóa việc vận chuyển và loại bỏ bao bì nhựa. The Hus cũng chuẩn bị thực hiện dự án điện mặt trời áp mái khi đưa vào vận hành với công suất 458 kWh. Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại nhà máy ở Cần Thơ giúp cắt giảm 470 tấn CO2 hàng năm. Dịp này, công ty The Hus cũng gửi đến Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ 500 triệu đồng để hỗ trợ người nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hà Lan, chiều ngày 26 tháng 9 tại khu lao Tân Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Tổng lãnh sự Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động trồng 1.000 cây bần để chống sói lở bờ sông. Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Daniel Stock, Tổng lãnh sự Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện tổ chức Blue Yaren cùng lãnh đạo các sở ngành của thành phố Cần Thơ và quận Thốt Nốt. Tại lễ phát động, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, biến đổi khí hậu đã gây ra những ảnh hưởng vô cùng lớn với người dân và cộng đồng. Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu đã công nhận đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam là một trong ba châu thổ trên toàn cầu nhóm chịu tác động cực kỳ nguy cấp của biến đổi khí hậu. Các hiện tượng ngập úng, nước biển dâng, sói lở đất, xâm nhập mặn đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh kế của người dân. Do đó, hoạt động trồng cây chống sói lở bờ sông hôm nay tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt là vô cùng cần thiết cho công cuộc phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tại địa phương. Đồng thời là hoạt động vô cùng thiết thực, hữu ích chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hà Lan tại thành phố Cần Thơ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ bày tỏ tin tưởng rằng 1.000 cây bần do tổ chức Blue Dragon tài trợ được trồng hôm nay sẽ được chính quyền và người dân quận Thốt Nốt bảo quản, chăm sóc cẩn thận và sẽ phát huy được hiệu quả, góp phần chống sói lở bờ sông trên địa bàn quận Thốt Nốt. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cũng mong muốn Tổng lãnh sự Daniel Stock và tổ chức Blue Dragon sẽ quay lại cù lao Tân Lộc trong thời gian tới để xem sự phát triển của rừng bần và thưởng thức những món ăn được chế biến từ trái bần. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong khoảng 24 giờ qua, khu vực Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9, khu vực Nam Bộ có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 28 tháng 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch.
Thưa quý khán giả, dự án cầu Mỹ Thuận 2 sắp được hoàn thành thông xe sẽ rút ngắn thời gian di chuyển của người dân và vận chuyển hàng hóa từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo kế hoạch, cuối năm 2023 khi cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành cùng với cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, Mỹ Thuận Cần Thơ sẽ hoàn thành tuyến cao tốc đường bộ từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ, rút ngắn thời gian di chuyển của người dân và vận chuyển hàng hóa. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 có vai trò quan trọng đối với các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long nói riêng, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại lưu thông của người dân, hạn chế tai nạn giao thông mà còn đáp ứng năng lực vận tải hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Sau hơn 2 năm thi công, đến nay công trình nâng cấp cải tạo đường Trần Quang Diệu thuộc phường An Thới, quận Bình Thủy đã cơ bản hoàn thành và đơn vị thi công đang thực hiện các hạng mục còn lại để bàn giao công trình vào đầu tháng 10 năm nay. Công trình này được triển khai thi công với chiều dài tuyến trên 1,3 km, điểm đầu tuyến giao với đường Cách Mạng Tháng 8 và điểm cuối giao với đường Đồng Ngọc Sứ, được xây dựng mặt đường 12 m, tốc độ 40 km/h, thảm nhựa toàn tuyến, kết hợp lắp đặt cống thoát nước, cây xanh chiếu sáng với tổng kinh phí xây dựng trên 55 tỷ đồng. Công trình nâng cấp và cải tạo đường Trần Quang Diệu hoàn thành sẽ góp phần đảm bảo giao thông và chống ngập trên tuyến khi mùa mưa bão triều cường đang về. Thưa quý vị, thời gian qua nhiều mô hình, cách làm hay về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa và nhân rộng. Trong đó, không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông Thới Lai, huyện Thới Lai trở thành nơi sinh hoạt giáo dục truyền thống văn hóa của thầy và trò nơi đây. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng là không gian trải nghiệm của riêng dị. Đây là nơi để nhà trường tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt truyền thống, giới thiệu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp Bác Hồ, cũng như trưng bày các hiện vật, mô hình văn hóa. Nhà trường đã xây dựng cái không gian gian văn hóa Hồ Chí Minh ở cái khu trải nghiệm này để tiếp tục lan tỏa cái việc học, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Thì trên cái không gian thì nhà trường cũng bố trí rất là nhiều cái nơi để cho mà các em tham gia sinh hoạt. Chẳng hạn như là đã giới thiệu đầy đủ về cái cuộc đời của Bác cũng như là cái quá trình hoạt động cách mạng của Bác. Rồi cô nhà trường cũng trong cái không gian này nhà trường cũng bố trí cái tủ sách nè, rồi trang bị rất là nhiều sách tham khảo để cho các em có thể đọc và cái đặc biệt là cái nơi để cho các em ngồi các em đọc. Khi mà tham gia vào cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường Trung học Thới Lai thì em cảm thấy tự hào hơn về những gì mà Bác đã làm cho đất nước ta, cũng như là những cái thông tin ở không gian văn hóa Hồ Chí Minh và những cái hiện vật, những cái mô hình về Bác thì em có thể cảm thấy là hiểu rõ hơn về Bác, về những gì mà Bác đã làm cho đất nước ta. Học và làm theo Bác, tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học với mục tiêu thầy cô thay đổi vì một trường học hạnh phúc, thông qua 8 kỹ năng giáo dục cho học sinh, luôn chủ động, bắt đầu từ mục tiêu xác định, ưu tiên điều quan trọng nhất, tư duy cùng thắng, lắng nghe và thấu hiểu, đồng tâm hiệp lực, rèn giũa bản thân và tìm ra tiếng nói bản thân, gắn với 4 thông điệp, năm sinh, năm luôn, năm nhớ và năm không. 8 kỹ năng này được nhà trường tổ chức thảo luận theo chủ đề và buổi sinh hoạt dưới cờ hàng tuần, gắn với tăng cường học tập theo nhóm, đổi mới quan hệ giáo viên học sinh theo hướng cộng tác thân thiện, đồng thời rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự đánh giá nhằm hình thành năng lực tự học. Đảng bộ trường đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thì đảng bộ nhà trường đã quán triệt đến từng đảng viên và sau đó là từng đảng viên quán triệt đến học sinh và cũng như là đăng ký cái việc làm cụ thể. Là mỗi đảng viên trong thời gian vừa qua là mỗi đảng viên sẽ đỡ đầu một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về vật chất cũng như về tinh thần, đặc biệt là học sinh khối 12 và những em học sinh mà có hoàn cảnh có hoàn cảnh mà khó khăn trong cuộc sống. Thì trong năm học 2022-2023 thì trường Trung học Phổ thông Thới Lai thì có khoảng 68 em học sinh khối 12 đã rơi vào cái hoàn cảnh này. Thì nhà trường đã lập kế hoạch và thực hiện cái mô hình đó là mỗi đảng viên đỡ đầu từ 1 đến 2 học sinh. Thì trong cái năm học qua thì trường Trung học Phổ thông Thái Lai cũng như đảng bộ nhà trường rất là cố gắng và những em này đã vượt qua cái kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Với nỗ lực của thầy và trò, những năm qua chất lượng dạy và học của nhà trường luôn được nâng lên.
100% cán bộ nhà giáo thực hiện nghiêm túc các phương pháp dạy học tích cực. Hàng năm, 100% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm học qua, trường có gần 78% học sinh đạt học lực khá giỏi. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ nhiều năm liền hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Sáng nay, Ban tổ chức cuộc thi phòng chống tham nhũng tổ chức họp thống nhất xếp giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng. Đây là cuộc thi trực tuyến thứ hai được tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ, diễn ra từ ngày 8 tháng 5 tới ngày 8 tháng 8 năm 2023. Sau 3 tháng phát động, có 34.551 lượt thi hợp lệ, trong đó có 6.828 người trả lời đúng, tương đương 27%. Có những cá nhân tham gia rất tích cực, thi nhiều lần với 214 lượt, và người trả lời nhanh nhất là 27 giây trên 30 phút. Cơ cấu giải thưởng gồm 16 giải cá nhân, 16 giải tập thể và 5 giải phụ. Dự kiến ban tổ chức cuộc thi trao giải thưởng cho cá nhân và tập thể đạt giải vào ngày 9 tháng 11 tới, ngày Pháp luật Việt Nam. Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ vừa tổng kết công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ trường học năm học 2022-2023 và triển khai chương trình liên tịch năm học 2023-2024. Năm học 2022-2023 vừa qua, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ khối trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ không ngừng đổi mới, hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tổng trị giá các hoạt động trợ giúp nhân đạo trên 41 tỷ 552 triệu đồng. Thông qua cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, phong trào Tết Nhân Ái, Tháng Nhân Đạo, chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật, cùng em đến trường, cùng các mô hình học bổng, tiếp bước đến trường, nuôi heo đất, vận động mua bảo hiểm tai nạn cho học sinh nghèo, vân vân. Bên cạnh đó, các đơn vị còn phối hợp tổ chức 219 lớp tập huấn nâng cao về kiến thức kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích, an toàn giao thông, phòng ngừa ứng phó thảm họa cho 4.670 lượt học sinh, 209 lượt cán bộ giáo viên phụ trách hội chữ thập đỏ các trường. Qua đó tạo môi trường học tập và rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường học an toàn, thân thiện. Hội nghị tổng kết dự án hỗ trợ 26.000 thiết bị lọc nước cho các trường thuộc 9 quận huyện và các trung tâm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ. Ký kết kế hoạch phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo và Thành đoàn Cần Thơ. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ đã tuyên dương khen thưởng cho 12 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ trường học năm học 2022-2023. Tặng 30 phần quà gồm tập và sữa ngũ cốc cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 3 trường tiểu học trên địa bàn quận Ninh Kiều, gồm trường tiểu học Xuân Khánh 2, An Lạc và Tô Hiến Thành, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Nhân dịp Trung thu, tối qua Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức đêm hội trăng rằm cho 120 trẻ em được nuôi dưỡng tại trung tâm và trẻ em các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố. Ông Trần Quốc Trung, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, bà Võ Thị Hồng Ánh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự. Tại đêm hội trăng rằm, các em được xem múa lân sư rồng, thưởng thức các tiết mục văn nghệ cùng nhiều trò chơi dân gian, thi đấu vui đã tạo không khí vui tươi, náo nhiệt và đầm ấm. Đặc biệt, ban tổ chức trao 120 phần quà cho trẻ em được nuôi dưỡng tại trung tâm và trẻ em các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố. Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng. Đêm hội trăng rằm giúp các em hiểu thêm về giá trị văn hóa, truyền thống, lễ hội Trung thu, là động lực để các em tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống. Theo báo cáo từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trong 9 tháng năm 2023, lượng khách du lịch đến thành phố gần đạt chỉ tiêu đề ra trong năm. Từ đầu năm đến nay, thành phố đón trên 5 triệu lượt du khách đến tham quan, đạt 96% kế hoạch năm. Khách lưu trú đạt trên 2,4 triệu lượt. Doanh thu từ du lịch đạt hơn 4.300 tỷ đồng. Tới đây, nhằm phát huy tối đa tiềm năng phát triển du lịch của Cần Thơ, lãnh đạo thành phố cùng các sở ngành liên quan tiếp tục tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh các di sản, sản phẩm du lịch, làng nghề truyền thống, sản vật đặc trưng của các quận huyện trên địa bàn. Cùng với đó, tập trung xây dựng sản phẩm dịch vụ du lịch có chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn, trật tự nơi khu vực du khách đến tham quan và quản lý tốt giá cả, nâng cao thái độ ứng xử văn minh, thu hút khách du lịch. Chiều nay, Hội ẩm thực Cần Thơ chính thức ra mắt theo quyết định số 16 ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ. Hội ẩm thực Cần Thơ có 60 hội viên.
Tại thành phố Cần Thơ từng có câu lạc bộ bếp ngon phương Nam, có nhiều bếp trưởng được đào tạo bài bản, muốn khắc họa dấu ấn mới mẻ hơn, chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên với những tổ chức tự nguyện đơn lẻ rời rạc đã không đủ lực để tạo dấu ấn chuyển đổi, trong khi khát vọng của những người làm bếp muốn chuyển tải văn hóa ẩm thực đến mọi người. Đó cũng chính là lý do để Hội ẩm thực Cần Thơ ra đời, là đơn vị trực thuộc của Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ. Trong khuôn khổ lễ ra mắt, Hội ẩm thực Cần Thơ còn tổ chức buổi giao lưu ẩm thực với chủ đề Những mùa bông, những mùa ngon. Hơn 100 khách mời sẽ là những giám khảo chấm điểm hương vị món ngon, nghệ thuật trình bày và cách tạo dấu ấn từ câu chuyện món ăn bằng cách thưởng thức và bình chọn theo phiếu thăm dò. Buổi ra mắt là không gian mở cho các hoạt động tương tác, khích lệ và thúc đẩy tinh thần sáng tạo, tăng cường và thắt chặt kết nối không chỉ trong những người đam mê bếp mà cả những nguồn lực vì nền văn hóa ẩm thực Việt, đặc biệt yêu thích món ngon miền Tây. Thưa quý vị, chiều nay tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ ký kết đầu tư truyền thông kết nối hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp tại thành phố Cần Thơ giữa Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ với NetViet TV và các đối tác. Việc ký kết hợp tác chiến lược này đánh dấu một bước tiến mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và NetViet TV trong hoạt động sản xuất nội dung truyền thông trên nền tảng số, qua đó giúp phát triển thương mại điện tử và gia tăng hệ sinh thái giá trị, hỗ trợ đắc lực cho cộng đồng và doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp nhỏ. Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Tăng Quang Anh, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị xác định liên kết, hợp tác để cùng phát triển là chìa khóa quan trọng để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của các bên, tham gia vào thị trường truyền thông số hiệu quả. Việc thống nhất đi đến ký kết lần này giữa Truyền hình thành phố Cần Thơ và NetViet TV sẽ mở ra các hoạt động mới về sản xuất và phát sóng chương trình truyền hình, phát triển hạ tầng và nội dung trên hệ thống kênh Social TV, triển khai các chương trình khai thác thương mại trên nền tảng online, hỗ trợ chuyển đổi số. Cái này là một trong những cái hướng đi mà theo đúng cái chủ trương mà số hóa của truyền hình, thì đây là một trong những cái hướng phát triển sắp tới của đài, và chúng tôi rất là hy vọng trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ tăng cường mạnh cái mảng này để chúng tôi tăng cái nguồn thu, trong khi cái kinh tế thị trường nó cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Đó là một cái bước mà giải pháp trong cái thời điểm hiện nay của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Tổng Giám đốc NetViet TV, mô hình phát triển Social TV và Social Commerce do NetViet TV hợp tác cùng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ sẽ là chìa khóa để doanh nghiệp tham gia vào thị trường truyền thông số hiệu quả. Đặc biệt là sẽ tạo ra một không gian mới để có thể hỗ trợ đến hầu hết các quy mô doanh nghiệp và khởi nghiệp. Thực sự đây là một cái buổi ký kết mà nó cũng mang cái tính lịch sử, vì NetViet cũng lựa chọn Đài Truyền hình thành phố Cần Thơ là đơn vị đầu tiên để mà triển khai cái chương trình. Ngoài cái việc là chúng ta sẽ thay đổi một phần nào đó cái cách mà xưa giờ mà đài đang hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như là doanh nghiệp tìm đến đài, nó không đơn thuần là cái câu chuyện hai bên cùng mang đến một cái giải pháp mới cho doanh nghiệp, mà nó còn là cùng đặt một cái niềm tin lớn trong cái việc là chúng tôi vừa xây dựng một cái hạ tầng về social TV, sau đó chúng ta sẽ phát triển được cái mạng social commerce để mà giúp cho doanh nghiệp có thể là phát triển được thương mại và phát triển được truyền thông. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ là một trong những đơn vị báo chí tiên phong phát triển các nền tảng số, gồm trang thông tin điện tử Cần Thơ TV và các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, Zalo và TikTok. Ngoài ra còn có ứng dụng Cần Thơ Plus do đài tự xây dựng và phát triển. Do đó, việc ký kết hợp tác chiến lược lần này sẽ tạo ra mô hình mới, giúp kết nối, hỗ trợ hoạt động marketing, quảng cáo và bán hàng đối với hầu hết các quy mô hoạt động của doanh nghiệp ngày càng hiệu quả. Dịp này cũng đã diễn ra hoạt động ký kết hợp tác giữa NetViet TV với sàn thương mại điện tử VShop, OCOP 247, InHive, Liên minh chuyển đổi số DTS Cần Thơ, 2A Agency, Câu lạc bộ Doanh nhân Khởi nghiệp Việt Nam Cần Thơ, VSBC Cần Thơ, Quỹ đầu tư Fungo. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.